Em bị nám thì nên uống viên uống gì? Thứ nhất là uống viên uống chống nắng. Khi mà bạn bị nám ấy, thì thoa kem chống nắng là không đủ và chúng ta cần bổ sung viên uống chống nắng mỗi ngày 1 đến 2 viên tùy theo mức độ tiếp xúc của chị em nha. Hoặc là uống 1 viên trước khi ra ngoài nắng 30 phút. Thứ hai đó chính là viên uống trắng da có chứa glutathione. Rất nhiều nghiên cứu nói rằng thì uống viên uống có chứa glutathione ngoài tác dụng đẹp da thì còn có tác dụng giảm nám. 3 là hóa chất chesinamic acid. Chesinamic acid thì đã được nghiên cứu từ lâu và có hiệu quả rõ rệt sau 2 đến 6 tuần. Tuy nhiên có sự khó khăn chút xíu là chị em cần phải có sự kê toa của bác sĩ nha. Thứ tư là viên uống hỗ trợ nội tiết, bởi vì đa phần nám là do rối loạn nội tiết hoang thảo này, mắc ca, saffron, viên uống nai. Cái này chị em nhớ tham khảo ý kiến của bác sĩ nha. Và thứ năm là viên uống an thần. Cái này thì vừa là nói đùa vừa là nói thật nha. Có nhiều chị em nám mãi không hết thì rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ thường xuyên khiến ra sạm xỉn. Nên các chị em nếu rơi vào tình trạng này thì hãy dùng đến các loại thảo dược an thần nha chị em.